sang năm trồng ngô là nó năng suất hơn nữa. Và mua một cái ô tô nhá, và sắm thêm một nội thất gì nữa thì cứ xuống cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em nhá. Vâng, đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Và hiện tại là 1 giờ chiều của ngày mùng 3 tháng 1 của năm 2022 đây. Vâng, thì em đang về tại khu 1 của xã Minh Côi. Vâng, để bàn giao cho anh Trường Lịch một số đồ nội thất bên trong nhà cho anh đây. Trên màn hình quý vị nhìn đây là toàn cảnh nhà biệt thự của anh đây, mới xây đây. Đây là khu biệt thự nhà vườn rất là đẹp nhá. Thì các bác ai sắp có nhu cầu xây nhà thì cùng em tham khảo luôn cái mẫu nhà này. Rất là đẹp này. Với nhà gọi là nhà vườn này, biệt thự nhà vườn. Đây, từ những cái bờ rào, khuôn viên cổng. Trên cổng là những bức tranh đôi chim hòa bình rất là đẹp nhá. Đấy, một bên này là cành đào nhá. Rất là đẹp rồi. Khuôn viên nhà đây đúng kiểu nhà năm gian này. Kiểu nhà năm gian, nhà vườn. Hai mặt tiền này. Hai mặt tiền này các bác này. Hai mặt tiền rất là đẹp nhá. Hai mặt tiền. Đây mặt đường. Ở nhà bác là bám quốc lộ 32 luôn. Đây là khu 1 của xã Minh Côi đây. Rất chi là đẹp. Đấy. Có cần phải đi đâu đâu các bác, chỉ là nhà nông trồng ngô mà lắm tiền xây nhà đẹp này này. Cũng là rất là đẹp nhá. Đấy, các bác tham khảo mẫu nhà rất là đẹp. Nhà anh Trường Lịch ở khu 1 xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa đây, tỉnh Phú Thọ đây. Đấy. Một gia đình thuần nông đây mà đúng là một gia đình thuần nông đấy. Mà xây nhà đẹp thế này này. À, những vấp ngủ. Vấp ngủ. Rất chi là đẹp. Đúng là gia đình thuần nông chị ạ. Trồng ngô mà xây nhà đẹp này cần để đi nước ngoài. Anh nhỉ? À? Đúng là gia đình thuần nông trồng ngô này mà lắm tiền xây nhà to thế. Vâng, gọi là thuần nông ấy. Và đây là phòng khách của nhà anh, gia đình nhà anh Trường Lịch nhá, ở khu 1 xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa đây, tỉnh Phú Thọ đây. Thì bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em vừa mới bàn giao cho anh một bộ sập thờ đây. Sập thờ gọi là hai dạ đây. Và kèm theo bộ đài nến rồi lư hương hà bằng chất liệu gỗ mít nhá các bác này. Chân là chân 24, dài là 2m17, sâu là 1m17 và cao cũng 1m17. Và chất liệu bộ mít ta kèm theo bộ đài nến rồi lư hương hà, rất chi là đẹp nhá. Đấy, hôm nay là mồng 3 của tháng 1 năm 2022 đây, đầu năm mới đấy. À, nhà xem quay cho cái nhà này các bác cùng tham khảo. Đấy, rất là đẹp đây này. Trong phòng ngủ là dùng nội thất là gọi là nội thất của đây, bàn phấn Louis của mẫu của Pháp đấy, và nội thất Đài Loan này rất là đẹp. Nói giường đẹp quá nhỉ. Đấy, rất chi đẹp nhá. Đây, cửa là có những bức tranh rất là đẹp. Đây là một lối ra chia đẹp nhá. Đúng là gia đình thuần nông anh nhỉ. Vâng. Thì anh cho em xin lời cảm nhận cho là em vừa bàn giao cho gia đình cái bộ sập thờ, anh cảm thấy nó ưng ý không? Đẹp không ạ? Tôi cảm thấy ưng ý rồi. Cơ sở đóng hoàn này là tốt rồi. À. Mình lên trên mạng thì xem là thì mình thấy, và thực ra là hôm nó ra nó bảo để con đóng cái này nó đặt dưới chưa biết thế nào đâu, nó bảo thì cứ để con đã làm thế thôi, cái này là không nghĩ rồi. Đấy, thì là thay mặt cơ sở em xin cảm ơn anh và gia đình nhá. Chân dịp năm mới thì em chúc gia đình mạnh khỏe, sang năm trồng ngô là nó năng suất hơn nữa. Và mua một cái ô tô nhá. Và sắm thêm một nội thất gì nữa thì cứ xuống cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em nhá. Vâng. Thế em xin cảm ơn. Vâng. Vâng ạ. Vâng. Thì em chào mọi người nhá. Xin ai có nhu cầu sở hữu bộ sập thờ như của nhà anh Trường Lịch ở khu 1 Minh Côi Hạ Hòa này, cứ liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em nhá.
Và em xin chào anh.